Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề có phần đen tối nhưng vô cùng quan trọng. Đó là cách thức mà Hitler đã tẩy não cả một thế hệ thanh thiếu niên Đức. Tôi thật sự dùng mình khi nghĩ về điều này các bạn ạ. Thật may mắn khi chúng ta đang sống trong một thời đại hòa bình và được tự do tư tưởng. Phải nói rằng, để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Hôm nay chúng ta rất hân hạnh được đón tiếp tiến sĩ Sử học Nguyễn Hoàng, một chuyên gia hàng đầu về lịch sử Đức Quốc xã. Xin chào anh Hoàng. Xin chào Ngọc Mai và quý vị khán giả. Rất vui được tham gia chương trình hôm nay. Ngọc Mai nói đúng, đây là một chủ đề đen tối nhưng lại rất cần thiết để chúng ta hiểu rõ rõ hơn về bản chất của sự thao túng tâm lý, đặc biệt là đối với giới trẻ. Tôi nhớ có lần đọc một câu chuyện về một cựu thanh niên Hitler. Ông ấy kể lại rằng hồi đó Ông thực sự tin Hitler là người cha của dân tộc. Thật khó tin phải không Ngọc Mai? Thật khó tin anh Hoàng ạ. À. Tôi tự hỏi làm thế nào mà Hitler lại có thể biến những đứa trẻ ngây thơ thành những tín đồ cuồng tín như vậy. Đó là cả một hệ thống chiến lược được tính toán kỹ lưỡng. Hitler đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi mà một trong số đó là lợi dụng hình tượng cha mẹ trong văn hóa Đức. Anh ví dụ thế này nhé. Trong gia đình truyền thống của người Đức, cha mẹ có quyền lực tuyệt đối, con cái phải tuyệt đối phục tùng. Hitler đã khéo léo khai thác điều này, tự biến mình thành người cha của dân tộc, từ đó chuyển quyền lực gia đình thành quyền lực chính trị. Điều này thú vị quá. Vậy ngoài việc lợi dụng hình tượng cha mẹ, Hitler còn dùng những thủ đoạn nào khác nữa, thưa anh Hoàng? Hitler còn triệt tiêu mọi quan điểm khác biệt. Bất kỳ ai dám lên tiếng phản đối đều bị xem là tội phạm. Giống như việc bạn chỉ được phép ăn một món duy nhất mỗi ngày, lâu dần bạn sẽ nghĩ rằng món đó là ngon nhất, dù thực tế có thể không phải vậy. Thật đáng sợ. Vậy là người dân hoàn toàn không có quyền tự do ngôn luận. Chính xác. Và để kiểm soát giới trẻ, Hitler đã thành lập tổ chức Thanh niên Hitler. Tất cả thanh thiếu niên đều phải tham gia tổ chức này, nơi chúng bị nhồi nhét tư tưởng quốc xã. Bạn có biết tại sao Hitler lại tập trung vào giới trẻ không ngọc mai? tôi đoán là vì trẻ em dễ bị ảnh hưởng và giờ dễ, dễ bị thao túng hơn người lớn đúng vậy trẻ em như tờ giấy trắng dễ dàng vẽ lên bất cứ điều gì hơn nữa hitler hiểu rằng nắm được thế hệ trẻ là nắm được tương lai của cả dân tộc ông ta còn ngăn chặn mọi ngả đường khai sáng hiểu biết kiểm soát sách báo chỉ cho phép tiếp cận những thông tin có lợi cho chế độ thật là một chiến dịch tẩy não quy mô lớn Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của những đứa trẻ dưới chế độ đó như thế nào. Chúng ta còn có thể kể đến việc Hitler thường xuyên tổ chức các cuộc meeting nơi hàng ngàn người cùng hô vang khẩu hiệu, tạo ra một bầu không khí cuồng nhiệt, khiến người ta dễ dàng bị cuốn theo đám đông. Ông ta cũng sử dụng đồng phục để tạo cảm giác đồng nhất, giống như một đội quân vậy. Và đừng quên việc Hitler biến người Do Thái thành tâm điểm trừng phạt, đổ lỗi cho họ về mọi vấn đề của nước Đức nghe thật kinh khủng vậy còn việc kiểm soát tài chính của giới trẻ thì sao thưa anh tôi đọc được ở đâu đó rằng hitler không khuyến khích trẻ em có tiền bạc đúng vậy ngọc mai hitler cho rằng tiền bạc sẽ khiến bọn trẻ dễ bị phân tâm bởi những thứ bên ngoài làm suy yếu lòng trung thành với chế độ ông ta muốn bọn trẻ luôn phụ thuộc vào mình và một thủ đoạn tàn độc khác là việc bố trí gián điệp trong đội ngũ thanh niên khuyến khích chúng tố cáo lẫn nhau Điều này tạo ra một bầu không khí nghi kỵ, sợ hãi, khiến không ai dám tin tưởng ai. Quả thật là những thủ đoạn vô cùng tinh vi và tàn nhẫn. Qua câu chuyện hôm nay, tôi càng thấy trân trọng hơn giá trị của tự do và dân chủ. Cảm ơn anh Hoàng đã chia sẻ những thông tin quý báu này. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa cùng tiến sĩ Nguyễn Hoàng tìm hiểu về những thủ đoạn tẩy não thanh thiếu niên của Hitler. Đây là một bài học lịch sử đáng suy ngẫm, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của tư duy phản biện và tinh thần cảnh giác trước những luận điệu tuyên truyền. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của Khám phá lịch sử. Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị khán giả đã lắng nghe.